Tối qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6 và đơn vị bầu cử số 7 để thực hiện quyền vận động bầu cử. Các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của những người ứng cử. Các chương trình hành động đều thể hiện rõ mong muốn được cống hiến, đóng góp công sức cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội ở địa phương. Cử tri mong muốn các ứng viên phát huy vai trò trách nhiệm và thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa, lắng nghe ý kiến của người dân và cụ thể hóa bằng hành động, xứng đáng là người đại biểu dân cử.